Đỉnh cao của sự khinh bỉ, thanh niên rủ lòng thương cho chú chó miếng bánh bao, cho ta đến ngửi rồi luôn tiện té luôn vào nó. Ôi trời ơi. Má. Như ông cha ta đã từng có câu, của cho không bằng cách cho. Để muốn nói về văn hóa cho, nhận, cho làm sao để người nhận không bị cảm giác ban ơn, bố thí. Nhận làm sao để người cho cảm thấy vui và hạnh phúc. Tưởng chừng như văn hóa ấy chỉ áp dụng cho con người, thế nhưng không ngờ rằng loài chó cũng có liêm sỉ, không khác chúng ta là bao. Khi mà mới đây, một chú chó đã có hành động phản cảm như tát vào mặt của một người đã cho nó thức ăn. Chuyện là sáng sớm, một thanh niên đã mua vội được cái bánh bao đến ca trực để ăn sáng. Lúc chuẩn bị ăn thì bất ngờ ở đâu xuất hiện chú chó màu trắng, người lấm lem bùn đất. Điều đáng nói là nó cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh bao như thể đang rất là đói, trông khá tội nghiệp. Mặc dù bụng đang sôi sùng sục vì cả đêm qua đến giờ chưa ăn thứ gì, thế nhưng nhìn chú chó với đôi mắt như thể đang toát lên sự mệt mỏi ấy khiến anh chàng ngay lập tức rủ lòng thương. Không ngần ngại, người này đã véo một phần bánh bao để đưa cho chú chó, coi như của ít lòng nhiều, vì thực tế anh cũng không quá dư giả thức ăn. Tuy nhiên, thay vì đón nhận và ăn một cách như thể biết ơn, thì chú chó ấy lại có một phản ứng khá lạ thường. Cụ thể, nó đã tiến đến để ngửi xem đấy là thứ gì. Sau khi biết đó là một mẩu bánh bao không, thì chú chó vội quay người đi, rồi té luôn vào tấm lòng của chàng thanh niên. Trước cảnh tượng cảm lạnh này, anh chàng đã không khỏi bực mình mà thốt lên hai chữ đờ mờ. Cũng là lúc chú chó đã quay lưng bỏ đi như thể muốn nói: tao đi dạo thôi, chú nhà tao giàu, thiếu gì đồ ăn. Sau khi video được đăng tải, nhiều người đã an ủi chàng trai vì nhận phải sự khinh bỉ đỉnh cao đến từ chú chó. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn, chó kiểu đó nên nó không thèm ăn, lại còn té luôn vào miếng bánh bao vẫn đang nóng hổi. Một số khác thì khuyên chủ thất rằng, lần sau nếu gặp lại thì cứ cho nó tiền, thích ăn gì thì nó tự đi mà mua, có phải đỡ quê hơn không?